Xin chào tất cả mọi người, Auto 365 Mỹ Đình vừa hoàn thiện xong nâng cấp ánh sáng cho bác VinFast Lux SA với hai cặp bi là V20 là New Laser và bi LED là Premium 2.0. Ở đây thì V20 là New ở bên trong và Premium GTR sẽ ở bên ngoài. Chúng ta hãy cùng xem là sau khi nâng cấp ánh sáng sẽ như thế nào nhé. Đây là ánh sáng của hai cặp bi sau khi lên xe. Chúng ta bây giờ có hai coast và hai pha. Đây là chế độ coast và đây là chế độ pha, rất là sáng.